Chào mừng tất cả các khán giả của kênh Kính Lúc Khám Phá. Các bạn thân mến, các bạn cho mình hỏi là các bạn đã được đi máy bay nhiều hay chưa? Và cảm giác khi mà cất cánh và hạ cánh thì sẽ như thế nào nhở? Các bạn hãy để lại comment để chúng mình cùng biết nhé. Và các bạn thân mến, những lúc như vậy thì cũng chính là lúc mà các phi công phải tập trung rất là cao độ để có một cuộc hành trình an toàn đến du khách. Tuy rằng tai nạn máy bay là tỷ lệ thấp nhất trong ngành vận tải, nhưng một khi mà đã xảy ra thì thật là thảm khốc đúng không nào? Và trong video của ngày hôm nay, mời các bạn hãy cùng với chúng mình cùng đi tìm hiểu về 10 sân bay dân sự vẫn được đang hoạt động, được xếp hạng khó nhằn nhất đối với giới phi công nhé. Thứ nhất, sân bay Yuancho Aerial Screen SAB. Sân bay Yuancho IEA Screen SAB là một sân bay trên đảo Saba của vùng biển Caribe thuộc Hà Lan. Đây là một sân bay nguy hiểm nhất trên thế giới với đường băng cực ngắn, chỉ dài 400m, hai bên một là những ngọn đồi cao và cả những vách lá treo leo hướng xuống phía biển. Tuy chưa có những vụ tai nạn nguy hiểm nhưng sân bay này chỉ có một hướng duy nhất để đáp xuống đường băng nên được xem là sân bay nguy hiểm của thế giới bởi con đường hạ cánh của nó khá trắc trở mà nhiều phi hành gia đã phải dành cho nó một từ là đường băng khó đỡ. Đối với những trạng bay hạ cánh tại sân bay này, đòi hỏi phi hành gia phải là người thật sự có kinh nghiệm dày dặn và có kỹ thuật cao thì mới có thể đối phó được với những địa hình hiểm trở của các dãy núi gió mạnh và hạ cánh một cách chính xác ở đường băng dài 400m giáp biển. Đây là một trong những đường băng được xếp hạng là có độ nguy hiểm nằm ở top 10 của thế giới. Bạn nghĩ rằng chắc đây là đường băng nguy hiểm nhất rồi phải không? Chưa đâu, đường băng tiếp theo sẽ khiến cho bạn phải muốn bắn tim ra ngoài mỗi khi có máy bay cất cánh hay hạ cánh. Thứ hai, sân bay Madeira FNC. Sân bay Madeira FNC là sân bay quốc tế nằm trong quần đảo Bồ Đào Nha và được khánh thành vào tháng 7 năm 1964 với vỏn vẹn một đường băng dài 1.600m. Sân bay này có đặc điểm địa hình khá phức tạp với một bên là núi và bên kia là sát biển. Chính vì thế mà nó được mệnh danh là sân bay nguy hiểm nhất châu Á. Tiêu biểu cho một vụ tai nạn của chiếc máy bay Boeing 727 đã gặp tai nạn vào năm 1977, khiến cho 131 người thiệt mạng. Hầu hết các chuyến bay tới Bồ Đào Nha đều hạ cánh tại sân bay này. Vì nổi tiếng là đất nước thể thao, du lịch hàng đầu thế giới, nên Bồ Đào Nha vẫn liên tục thu hút lượng đông khách du lịch mua vé máy bay đến đây vào mỗi năm. Một trải nghiệm không phải là dễ dàng gì đối với các phi công trẻ, còn đối với những du khách thì chỉ luôn có một trái tim hướng về những vị cơ trưởng, cơ phó dày dặn kinh nghiệm. Tiếp theo sẽ là một đường băng mà nếu đứng từ ngoài nhìn vào cảnh hạ cánh thì bạn mới thấy được các phi công đã nỗ lực giữ mạng sống của bạn như thế nào. Thứ ba, sân bay Lakhla. Sân bay Lakhla là một sân bay nhỏ thuộc thị trấn Lakhla, Nepal. Sân bay này được xem là một trong những thử thách lớn đối với những phi công khi họ phải thực hiện hạ cánh và cất cánh tại một nơi nguy hiểm như thế này. Với đường băng ngắn và hẹp, các điểm cất và hạ cánh nằm bên một vỉa đá, bên dưới là vực sâu hun hút. Sân bay này có duy nhất một đường băng bằng nhựa, chiều dài 420m và chỉ có thể tiếp nhận được một chiếc máy bay cỡ nhỏ với sức chứa khoảng 20 người. Với độ dốc 12%, máy bay khi cất và hạ cánh phải thực hiện bay quanh mỏm núi và hạ cánh theo kiểu leo dốc. Các phi công khi thực hiện chuyến bay này phải hết sức khéo léo để máy bay có thể tiếp đất một cách an toàn bên cạnh vách đá dựng đứng. Việc hạ cánh chỉ cần tính sai khoảng từ 1 đến 2 mét là có thể dẫn đến tình trạng máy bay trượt qua hàng rào rồi đâm xuống núi. Và nghiêm trọng hơn, nếu như phi công không điều khiển đúng vận tốc thì máy bay sẽ rất dễ rơi xuống vực và gây ra tai nạn. Bạn sẽ cảm thấy thế nào khi máy bay cất cánh và hạ cánh ngay trên đầu mình và có thể thổi bay bạn? Đây là một sân bay thử thách cả phi công và những người đứng xem thuộc hàng siêu anh hùng. Thứ tư, sân bay Princess Juliana. Sân bay Princess Juliana là sân bay chính trên đảo St. Martin của Caribe. Đây là sân bay nổi tiếng có đường bay rất ngắn, chỉ vừa đủ cho các máy bay hạng nặng. Do vị trí địa hình khá gồ ghề và trắc trở, nên sân bay Princess Juliana buộc phải xây dựng sát bãi biển Maho, nơi có hàng ngàn du khách tắm biển và nghỉ dưỡng. Vì các đường bay ngắn nên các máy bay phải hạ độ cao xuống mức cực thấp để đảm bảo tiếp đất từ đầu đường băng, tránh vọt ra khỏi phi trường. Máy bay hạ cánh tại đây chỉ cách đầu người khoảng 10-20m nên độ phản lực có thể thổi bay cả du khách trên bãi biển. Vì thế tại đây đặt rất nhiều những biển cảnh báo nguy hiểm để du khách tránh xa rào ngăn đường băng khi có máy bay cất cánh và hạ cánh. Tiếp theo chính là một sân bay ở vùng Nam Cực xa xôi. Đối với mọi người thì thời tiết ở đây đã là một cản trở rất lớn rồi. Hãy xem sân bay này có thể gây ra sự nguy hiểm gì cho những phi công đến đây nữa.
Thứ 5, sân bay iRunway. Sân bay iRunway là một trong những đường băng nguy hiểm nhất thế giới nằm ở Nam Cực. Đây là một đường băng hoàn toàn bằng đá và hiện nay đã có một vài chỗ nứt khá nặng do trọng tải của máy bay. Mặt khác, đây là sân bay duy nhất tại Nam Cực nên tất cả các chuyến bay đến đây đều hạ cánh tại sân bay này. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến cho iRunway bị xuống cấp nghiêm trọng. Nam Cực khá lạnh, vì thế đường băng sẽ có tuyết và dẫn đến tình trạng trơn trượt, đòi hỏi những người phi công phải có một tay lái khá chuyên nghiệp thì mới có thể hạ cánh một cách chuẩn xác nhất trong đường bay 400m. Bạn nghĩ sao về sân bay của vùng đất có bão chúa tuyết này? Trên một tuyến đường, bạn thường xuyên thấy xe máy, xe ô tô và thậm chí có cả tàu chạy cắt ngang qua nữa. Nhưng bạn đã bao giờ thấy máy bay luồn lách với tranh giành đường để hạ cánh với các phương tiện giao thông khác bao giờ chưa? Hãy đến với sân bay tiếp theo để thấy được sự nguy hiểm tranh giành với con chim khổng lồ này. Thứ 6, sân bay Gibraltar. Sân bay Gibraltar là sân bay dân sự phục vụ Gibraltar. Điểm được đánh giá là nguy hiểm nhất của sân bay này đó chính là các phương tiện giao thông có thể đi qua lại trên đường băng. Tuy nhiên khi máy bay cất cánh hoặc hạ cánh thì con đường giao thông sẽ được chặn lại. Tình trạng này sẽ kéo dài khoảng 10 phút khi máy bay cất hoặc hạ cánh. Đây là đường băng duy nhất của bán đảo thuộc Địa Trung Hải nên hầu hết các chuyến bay đều đáp bến tại nơi đây. Vì thế tình trạng lưu thông của các phương tiện khác sẽ gặp khá khó khăn và trì trệ. Tiếp theo cũng là một đường băng khiến cho các phi công phải là những người thật sự giỏi để có thể vượt qua sự cản trở của thời tiết và địa hình giúp những hành khách có một chuyến đi an toàn. Thứ 7, sân bay quốc tế Thorkonoti. Sân bay quốc tế Thorkonoti là một sân bay dân sự nằm cách trung tâm Tegucigalpa, Honduras khoảng 6 km. Đây là một sân bay được đánh giá là nguy hiểm nhất nhì trên thế giới. Cất cánh và hạ cánh tại sân bay này được xem là thử thách lớn đối với những phi cơ, đặc biệt là trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Sân bay quốc tế Thorkonoti nằm trên một địa hình đồi núi, đường băng khá ngắn. Bên cạnh đó, sân bay này còn có một đường băng nhựa duy nhất có độ cao 1.005m so với những sân bay khác, thì sân bay quốc tế này có đường băng rất hạn hẹp. Trong khi đó, mật độ của các chuyến bay trong ngày khá cao, việc hạ cánh và cất cánh, sắp xếp lịch trình cũng khó khăn không kém. Thật sự là vất vả cho tất cả những người làm việc trong khu vực sân bay này. Chúng ta hãy cùng đến với sự nguy hiểm mà sân bay tiếp theo mang đến nhé! Thứ 8, sân bay Couchover. Sân bay Couchover nổi tiếng của nước Pháp về độ nguy hiểm. Với đường băng rất ngắn, vỏn vẹn chỉ 537m và có độ uốn võng 18,5 độ, CVF không trang bị hệ thống cất cánh và hạ cánh chính xác nên trong các điều kiện mây và sương mù sẽ gây khá nhiều nguy hiểm cho phi công. Bên cạnh đó, vào những ngày của mùa đông thì hầu hết sân bay đều đóng băng nên mức độ nguy hiểm sẽ tăng lên khá cao. Chính vì thế mà đòi hỏi người phi công phải thật sự khéo léo và giàu kinh nghiệm để có thể cất và hạ cánh một cách an toàn nhất. Sự khắc nghiệt của thời tiết nơi đây cũng chính là khó khăn lớn nhất cho các phi công. Cộng thêm với địa hình gây nguy hiểm cho các phi công thì mỗi lần cất cánh hay hạ cánh chúng ta đều nên dành lời cảm ơn chân thành nhất cho những người anh hùng tuyệt vời đó. Sân bay nguy hiểm tiếp theo sẽ là một sân bay của đất nước xinh đẹp Scotland. Thứ 9, sân bay Bagra. Bagra Airport là một sân bay có quy mô nhỏ và đường băng ngắn nằm trong vịnh cạn rộng của Tyrone ở phía bắc đầu của bán đảo Bagra ở Outer Hebrides, Scotland và chính thức hoạt động vào năm 1936. Hầu hết các chuyến bay đều được sắp xếp theo lịch trình lên xuống của thủy triều vì sân bay này lấy bãi biển làm đường băng. Bãi biển ở đây cũng là một trong những địa điểm du lịch và nghỉ dưỡng lý tưởng của nhiều du khách. Đặc biệt là đối với những người yêu thích hoạt động ngắm máy bay thì đây chính là nơi tốt nhất để lựa chọn. Tuy nhiên, cũng không ít những cảnh báo về tình trạng nhất thải của máy bay gây rất nguy hiểm đến du khách. Các bạn thân mến, nội dung của video ngày hôm nay đến đây đã kết thúc rồi. Và các bạn cảm thấy ra sao sau khi xem hết video của ngày hôm nay? Hãy để lại comment để chúng mình cùng biết ý kiến của các bạn nhé. Và cũng đừng quên ấn like, subscribe và nhấn vào nút chuông thông báo ở ngay bên cạnh để ủng hộ cho chúng mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!